Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục gửi tới các bạn với một câu chuyện ngắn. Và câu chuyện như thế này: vì món nợ 1 tỷ, tôi chấp nhận lấy anh để rồi đêm tân hôn bẽ bàng, ôm mẹ chồng khóc tới sáng. Vâng, tôi mong đây là một câu chuyện hay để cô chú anh chị nghe và thư giãn giải trí trong những ngày làm việc mệt nhọc. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện này. Khi chồng nói ra điều đó, tôi thực sự sốc. Tôi biết ngay từ đầu tôi lấy anh là sai lầm. Nhưng nếu không vì khoản nợ đó, chắc chắn cuộc đời tôi sẽ không bi kịch như thế này. Gia đình tôi cực kỳ là nghèo, đã vậy lại đông con. Vì tôi là con cả, nhưng do học hành giỏi giang nên vẫn được bố mẹ yêu ái cho đi học. Xong cũng chỉ học hết cấp 3. Tôi chọn con đường đi làm kiếm tiền để hỗ trợ giúp gia đình và các em, bất chấp bố mẹ có khuyên nhủ thế nào đi nữa. Rồi tôi cũng có được những đồng tiền lương đầu tiên, không nhiều, nhưng nó cũng góp một phần nào đó cho gia đình. Đúng lúc đó thì biến cố xảy đến. Mẹ tôi lâm bệnh nặng, bố thì cờ bạc liên miên, khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc, nợ nần. Ngày nào chúng tôi cũng bị con nợ đến siết. Chúng còn dọa bắt các em tôi đi làm gái để trừ nợ. Thời điểm ấy tôi gặp anh, cũng chính là chồng tôi bây giờ. Anh đẹp trai, nhà giàu nhưng cũng rất là lạnh lùng. Anh cũng là một trong những chủ nợ của nhà tôi. Chẳng hiểu sao anh lại giúp gia đình tôi trả nợ số tiền lên tới hơn 1 tỷ, rồi lo cho mẹ tôi, các em tôi, nhưng với một điều kiện: xong xuôi công việc tôi phải lấy anh làm chồng. Vì món nợ quá lớn, tôi không biết tôi không nên lấy anh theo cách này, nhưng cũng không thể làm khác. Mẹ tôi thực sự rất cần phải chữa bệnh. Đám cưới linh đình diễn ra, anh khá tử tế với tôi nên tôi đã nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ được sang trang mới. Đêm tân hôn, tôi ăn mặc khá gợi cảm chờ anh. Mãi gần 11 giờ đêm anh mới lên. Lúc này nhìn anh không được ấm áp như ban ngày nữa. Anh lạnh lùng bảo tôi: sẽ chẳng có đêm tân hôn nào đâu. Nói với em, anh là anh. Bạn trai anh hôm nay cũng đi đám cưới. Nhìn anh ấy mà anh rất đau khổ. Anh lấy em chỉ để che mắt thiên hạ, vì bố mẹ anh có quá nhiều mối làm ăn. Cũng giống như em đang đổi cả cuộc đời của em để cứu bố mẹ. Nếu em ngoan ngoãn thì thứ gì em cũng sẽ có, và ngược lại. Nói xong chồng tôi lăn ra ngủ. Tôi như sét đánh ngang tai khi biết được sự thật động trời ấy. Đúng lúc đó mẹ chồng tôi cũng vào. Bà chắc hẳn đã biết hết mọi chuyện. Khuôn mặt bà lộ rõ sự mệt mỏi. Bà lôi tôi ra phòng khách kể hết sự tình, rồi nói tôi chỉ cần sinh cho bà đứa cháu thì muốn gì bà cũng chiều. Chúng tôi chỉ còn biết ôm nhau mà khóc cho tới sáng. Tôi vẫn còn hoang mang lắm. Bây giờ tôi không biết nên làm thế nào đây. Xin cho tôi một lời khuyên với. Vâng, đây là một câu chuyện mà người phụ nữ này đã chia sẻ lại cuộc hôn nhân và hoàn cảnh gia đình mình. Cũng chỉ vì gia đình nghèo khó, nợ nần, nên cô phải chấp nhận lấy người đàn ông này. Và không ngờ người đàn ông này lại là một kẻ bóng. Đó, anh ta lại yêu một người đàn ông khác. Đây là một điều quá bẽ bàng thực sự đối với cô gái này. Và cô ta muốn quý vị và độc giả lắng nghe và cho cô ta những lời khuyên về cuộc hôn nhân này. Giờ cô ta biết phải làm như thế nào đây? Sống với một người chồng mà người chồng đó lại là một kẻ đồng tính. Thực sự
hoang mang và bi kịch đối với cô ta. Vâng, và tôi cũng mong cô chú anh chị cho cô ta một lời khuyên. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.